Cuộc chiến Nga-Ukraine đã qua năm thứ ba và Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định mình không ủng hộ quốc gia nào mà chỉ ủng hộ hòa bình. Vừa tuyên bố trung lập, Trung Quốc vừa khẳng định mình là đối tác thương mại lớn của Nga và họ liên tục công bố nâng mức quan hệ hợp tác toàn diện với Nga lên một tầm cao mới. NATO cáo buộc Bắc Kinh đã làm xấu đi cuộc xung đột Nga-Ukraine vì liên tục hỗ trợ Nga. Ngay sau tuyên bố của Liên minh quân sự phương Tây, phía trung quốc đã thể hiện sự giận dữ và lập tức yêu cầu nato ngừng đổ lỗi cho họ về cuộc chiến vừa khẳng định sự trung lập của mình đảng cộng sản trung quốc càng tranh thủ trục lợi từ cuộc chiến càng tuyên bố về sứ mệnh hòa bình trung quốc càng cung cấp nhiều hơn các nguồn lực cho chiến tranh với tuyên bố không tham dự hội nghị hòa bình vừa diễn ra ở thụy sĩ các chuyên gia nhận định đây là biểu hiện tận cùng cho cái gọi là sự trung lập của trung quốc Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm 17 tháng 6 đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả mà họ phải đối mặt khi vẫn tiếp tục xuất khẩu quy mô sang Nga và giúp nước này xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng. Các nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn luôn thể hiện mình là một bên trung lập trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và khẳng định rằng mình không hề gửi viện trợ sát thương cho bên nào. Họ nói rằng mình không giống như Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khi liên tục gửi vũ khí cho Ukraine và kéo dài cuộc chiến. Chỉ một ngày sau lời cảnh báo của Tổng thư ký NATO, chính quyền Bắc Kinh lớn tiếng tuyên bố rằng NATO nên tự xem lại bản thân mình thay vì bôi nhọ và tấn công Trung Quốc một cách tùy tiện. Trung Quốc khuyên NATO đừng thêm dầu vào lửa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Chúng tôi khuyên NATO ngừng đổ lỗi và gieo rắc bất hòa, hãy đừng đổ thêm dầu vào lửa và kích động đối đầu mà thay vào đó hãy làm điều gì đó thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp chính trị. Tuy nhiên dù có tuyên bố thêm bao nhiêu lần đi nữa, cả thế giới đều biết rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga ngày càng phát triển hơn kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vừa tuyên bố bác bỏ những cáo buộc về việc hỗ trợ Moscow, Trung Quốc vừa liên tục khẳng định mối quan hệ Nga-Trung đã bước lên tầm cao mới. Trong các sự kiện quốc tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin không hề ngẫu nhiên khi chọn Trung Quốc là nơi công du đầu tiên sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp. Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng hội đàm tại Bắc Kinh và đưa ra các tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Họ xác định sẽ cùng đầu tư xây dựng cảng vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng ở Viễn Đông. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh hợp tác thương mại, đầu tư là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước và là ưu tiên hàng đầu Đích thân Tổng thống Nga Putin công bố, kinh ngạch thương mại song phương trong năm qua đã tăng 25%, đạt 227 tỷ đô la Mỹ và Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, trong 5 năm qua, bất chấp tác động từ đại dịch và hành động của các nước bên thứ ba, quan hệ thương mại Nga Trung Quốc tiếp tục phát triển, tăng trưởng tốt Hai nước đã có danh mục 80 dự án đầu tư chung lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, 90% các khoản thanh toán giữa hai nước được thực hiện bằng đồng nội tệ. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đánh giá cao mối quan hệ Trung Nga và nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phát triển quan hệ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ luôn là láng giềng tốt, người bạn tốt tin cậy lẫn nhau với Nga, tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và duy trì công bằng trên thế giới. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã mang lại một huyết mạch quan trọng cho nền kinh tế đang bị cô lập của Nga. Hoạt động thương mại giữa hai quốc gia bùng nổ kể từ khi xung đột bắt đầu. Cùng với cảnh báo từ phía NATO, các ngoại trưởng G7 cũng bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về việc chuyển giao vật liệu và linh kiện vũ khí có công dụng kép từ các doanh nghiệp Trung Quốc sang Nga. Và những thứ này hiện đang được Moscow sử dụng để mở rộng các hoạt động quân sự. Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục bắt cá hai tay thưa quý vị trung quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả vì ủng hộ cuộc chiến nga chống lại ukraine nếu không thay đổi chính sách điều này đã được tổng thư ký nato jens stoltenberg tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với báo giới ông cho biết bắc kinh đang bắt cá hai tay bằng cách hỗ trợ bộ máy quân sự của nga đồng thời cố gắng duy trì mối quan hệ với các đồng minh châu âu ông nói trong chuyến thăm washington rằng điều đó sẽ không hiệu quả lâu dài khi được hỏi các thành viên NATO có thể làm gì trước sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga, ông cho biết đã có thảo luận liên tục về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Tổng thư ký NATO cho biết Trung Quốc chia sẻ nhiều công nghệ, chẳng hạn như vi mạch điện tử, thứ vốn là chìa khóa giúp Nga chế tạo tên lửa và vũ khí mà nước này sử dụng để chống lại Ukraine. Ông nói thêm rằng ở một giai đoạn nào đó, chúng ta, tức châu Âu và đồng minh, nên nghĩ đến một số tổn thất kinh tế nếu Trung Quốc không thay đổi hành vi của mình. Trên thực tế, chính quyền Bắc Kinh hiện đang phải chịu một số lệnh trừng phạt vì hỗ trợ Nga, chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2024, Mỹ đã công bố các hạn chế nhất định được áp dụng cho khoảng 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông. Trung Quốc vẫn tiếp tục bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình với Moscow. Họ nói rằng mình không bán vũ khí sát thương và chỉ xuất khẩu hợp lý hàng hóa theo luật pháp và quy định. Hay như trong sự kiện đáng chú ý gần đây nhất, trong khi tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Triều Tiên thì cùng thời điểm, Trung Quốc lại cử phái đoàn gồm các quan chức quốc phòng và quan chức cấp cao đến thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Một mặt Trung Quốc vẫn thể hiện mối quan hệ thân thiết với Nga và Triều Tiên, một mặt khác, họ lại muốn đứng ngoài mối liên minh Nga chiều này để tránh những rắc rối không cần thiết từ Mỹ và các nước phương Tây. Tận cùng của sự trung lập Thưa quý vị, tờ Politico vào hôm 19 tháng 6 cho đăng bài viết có tiêu đề tạm dịch là đòn cuối cùng dáng vào sự trung lập của Trung Quốc trong cuộc chiến Ukraine. Bài viết này đề cập đến việc Trung Quốc đã hủy bỏ hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ và điều này thể hiện rõ hơn bao giờ hết cam kết hợp tác của Bắc Kinh với Nga đã đạt đến tầm cao mới. Viking Bowman, một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc tại Thụy Điển, đã đưa ra nhận định rằng hầu hết các nhà quan sát đều thấy rõ thiện cảm của Trung Quốc dành cho Nga ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào Ukraine. Tuy nhiên, điều ít được họ thảo luận hơn là mức độ hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho Moscow cũng đã liên tục tăng lên kể từ thời điểm đó. Theo Viking Bowman, điều này đã được thể hiện rõ ràng một cách đau đớn trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình của thị sĩ về Ukraine một số nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn lôi kéo Trung Quốc vào nỗ lực chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, và họ đã thất vọng khi Bắc Kinh từ chối tham gia hội nghị hòa bình thượng đỉnh với lý do thiếu sự tham gia và sự công nhận từ cả Nga và Ukraine. Với động thái này của Trung Quốc, trước khi diễn ra cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng. Ông Zelensky cũng đề cập đến việc Bắc Kinh đã gây sức ép để các quốc gia khác không tham gia hội nghị. Thủ tướng Ukraine khẳng định Nga đang sử dụng các nhà ngoại giao Trung Quốc để phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Mặc dù ông Zelensky không nêu rõ việc Trung Quốc gây sức ép lên các quốc gia nào để ngăn họ tham gia hội nghị hòa bình. Nhưng vào đầu tháng 5, đặc phái viên được chỉ định của Trung Quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đến thăm các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Brazil, Indonesia, Nam Phi và Kazakhstan bắt cá hai tay. Thưa quý vị, tất nhiên sẽ vẫn là sai lầm nếu nói rằng Trung Quốc dành hết sự ủng hộ cho Nga. Trong các tuyên bố và phân tích gần đây cho thấy, rõ ràng Trung Quốc công nhận Ukraine là một quốc gia có chủ quyền với các vùng lãnh thổ. Bắc Kinh cũng duy trì liên lạc trực tiếp với Kiev và họ đã lên tiếng chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Nga và cũng không công khai ủng hộ cuộc chiến bắc kinh chọn tuyên bố một cách mơ hồ rằng chủ quyền của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng ám chỉ một cách tinh tế rằng cuộc xâm lược có thể không chính đáng trong khi đưa ra những tuyên bố chung để thể hiện sự đồng tình với ukraine trung quốc lại thể hiện sự tán thành với nga về các vấn đề chính trị cũng như việc họ tuyên bố chủ quyền của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng song song với tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các khu vực tranh chấp ở biển đông trung quốc đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với những lo ngại an ninh chính đáng với xu hướng mở rộng về phía đông của nato theo quan điểm của bắc kinh thủ phạm của cuộc xung đột đang diễn ra ở ukraine là mỹ chính mỹ đã tìm cách kích động một cuộc đối đầu trong khu vực không chỉ giữ tâm thế bài mỹ trong mọi vấn đề trong những năm qua trung quốc cũng lưu giữ sự hoài nghi đối với nato và thái độ này ít nhiều mang tính lịch sử nó được cho là bắt nguồn từ vụ Mỹ ném bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư năm 1999. Cộng thêm việc, NATO tuyên bố Trung Quốc là một thách thức an ninh vào tháng 6 năm 2022. Điều này càng khiến Trung Quốc có thêm cơ sở cho rằng Mỹ và NATO mới thực sự là kẻ gây hấn. Bắc Kinh cũng nghiêng về quan điểm an ninh không thể chia cắt của Nga. Quan điểm này cho rằng các quốc gia không nên tăng cường an ninh của mình mà gây tổn hại cho các nước khác đây được xem là một học thuyết được Moscow thúc đẩy trong nhiều thập kỷ và là lời chỉ trích nhắm thẳng vào các hoạt động của NATO. Nhưng rồi chính họ lại đi ngược lại với quan điểm này. Những gì mà họ đang thực hiện ở châu Á, Thái Bình Dương, những nỗ lực phát triển năng lực hạt nhân với tốc độ chóng mặt của họ là một minh chứng. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn nói một đằng làm một nẻo. Và để duy trì sự an toàn cho chính mình, họ sẵn sàng thực hiện chiến lược ngoại giao nhiều mặt, và điều này trong dài hạn đã khiến họ phải trả giá. Kể từ năm 2022, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phải đối mặt với một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Với những gì họ thể hiện trong cuộc chiến Nga-Ukraine, ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đã phải chịu những hạn chế khi giao dịch với các đối tác Nga. Các ngân hàng Trung Quốc cũng đang chịu sức ép không hề nhỏ và trong thời gian tới dự báo các ngân hàng này buộc phải từ bỏ những khoản lợi mà họ đang thu được từ nước nga đúng như chuyên gia Viking Bowman nhận định đảng cộng sản trung quốc thể hiện sự tận cùng cho cái gọi là sự trung lập và như lời tổng thống thư ký nato Jens Stoltenberg cảnh báo rằng bắc kinh đang cố gắng bắt cá hai tay và điều này sẽ không đem lại hiệu quả trong dài hạn đảng cộng sản trung quốc sớm muộn sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không thay đổi chính sách Thông tin vừa rồi đã khép lại cho một điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.